Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng. Lại một lần nữa chúng ta lại tốn giấy mực, tốn clip để mà thảo luận về chị đẹp rất là rắc rối của chúng ta, Nguyễn Phương Hằng. Trong clip này mình sẽ trả lời một cái câu hỏi của một bạn khán giả đã post lên vào ngày hôm qua trên cái clip của mình. Học gì từ những clip đầy những từ ngữ bẩn thỉu của một người đàn bà thô tục? Mình cho rằng là câu hỏi này là một câu hỏi đáng trả lời, bởi vì có thể nó đại diện cho rất là nhiều cái suy nghĩ ngoài kia của rất là nhiều bạn về câu chuyện này. Đây là cái bình luận của khán giả đó. Khán giả cho có hai cái bình luận và đều viết bằng tiếng Anh cả. Thì mình sẽ dịch ra cái nội dung của cái nhận xét này. Clip của anh, tôi không tưởng tượng nổi anh dạy gì cho học trò của mình, những thế hệ tương lai của Việt Nam. Chả hiểu anh nghĩ gì nữa, công nhận kẻ xấu chăng? Tôi tự hỏi anh có đang giảng dạy hay đi phát biểu ở trường nào ở Sài Gòn không? Tôi muốn biết để sẽ không cho con, cháu, người thân, bạn bè học hay nghe anh nói. Tôi sẽ rất vui nếu anh hay ai đó có thể trả lời cho tôi câu hỏi này. Tôi không thể đồng ý những gì anh nói trong clip. Ngay khi bắt đầu anh nói rằng các clip của bà ta, Nguyễn Phương Hằng, là một game show có thể cho chúng ta cơ hội để học hỏi điều gì đó. Tôi rất thất vọng về quan điểm của anh. Là một thầy giáo, anh nghĩ gì về các bạn trẻ, bao gồm cả con anh? Chúng có thể học được gì từ những buổi nói chuyện đầy những ngôn ngữ bẩn thỉu của một người đàn bà thô tục núp dưới hình ảnh của một doanh nhân, người muốn bán rẻ tất cả mọi người, kể cả chính bản thân bà ta, để có được tài sản và quyền lực? Anh có vẻ như cố gắng nói tốt cho thứ văn hóa xã hội đen. Anh có thực sự muốn con cái anh lớn lên trong thế giới của thứ văn hóa đó? Hay anh mong muốn những đứa con gái đáng yêu của anh noi gương bà này trong tương lai? Đây là toàn văn cái bình luận của khán giả. Chúng tôi tin vào điều gì? Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, tôi xin được đề dẫn về chuyện chúng tôi tin vào điều gì. Đầu tiên, chúng tôi cảm ơn bạn đã xem clip và đã có bình luận chia sẻ quan điểm của bạn. Dù cái bình luận của bạn mang tính khá công kích, tuy nhiên tôi vẫn nhận được cái ý chính của bạn trong đó. Và do vậy thì chúng tôi vẫn tôn trọng bình luận này và chọn để trả lời nó trước với bạn và nhiều người khác. Thứ hai, chúng tôi tin vào quyền tự do bày tỏ ý kiến của tất cả mọi người một cách văn minh, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Đó là lý do tại sao dù ý kiến của bạn có vẻ khác tôi vẫn tôn trọng và đưa nó lên để trả lời một cách tôn trọng. Chúng tôi tin vào sự thật và tin rằng thông qua trao đổi văn minh, đa chiều, sự thật sẽ được lộ diện. Chúng tôi cũng tin rằng sự thật rất là phức tạp, không đơn giản để có thể ngay trong một sớm một chiều nhìn ra được sự thật. Do vậy, tôi chưa từng xóa một bình luận nào vì góc nhìn khác biệt, mà luôn chọn lọc xem xét thật kỹ lưỡng sự khác biệt này để có thể học hỏi và trao đổi thêm. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi chọn trả lời cái bình luận của bạn. Chính vì vậy, chúng tôi chọn trả lời và chúng tôi thể hiện sự tôn trọng và cảm ơn bạn về điều này. Chúng tôi cũng xin khẳng định rõ là chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ sự miệt thị, chửi bới, chửi thề, nói sai sự thật và quy chụp. Và điều này thì nó rất là thống nhất từ trước đến giờ trên tất cả các clip của chúng tôi đã làm. Và nếu bạn xem lại các cái clip mà chúng tôi đã làm về chị Nguyễn Phương Hằng thì tôi luôn nhấn mạnh cái điều này trong tất cả các clip của mình. Bây giờ thì mới nói đến câu hỏi là hiện tượng Nguyễn Phương Hằng tốt, xấu hay là tà? The good, the bad or the ugly đó. Thì bạn đã có một kết luận mà theo tôi là khá thành kiến khi xác nhận Nguyễn Phương Hằng là kẻ xấu. Có vẻ như kết luận này của bạn dựa trên ngôn ngữ của chị Hằng trong một số livestream công kích, chửi bới, miệt thị đối thủ. Ở luận điểm này, tôi đồng ý với bạn là ngôn ngữ đó không thích hợp. Nhưng tôi chưa vội kết luận, tôi khác bạn là tôi không vội kết luận về một con người chỉ dựa trên ngôn ngữ lúc nóng nảy, dồn ép của họ. Sau này, anh Dũng và chị Hằng cũng đã xin lỗi về việc này. Và những cái clip sau này của chị Hằng thì không còn những cái ngôn từ này nữa. Cái mà tôi cho rằng quan trọng và đáng quan tâm chính là trọng tâm của câu chuyện. Về chuyện chị đó là một cái nạn nhân và tố giác một cái thần y có khả năng là một kẻ lừa đảo.
và pháp luật và ra công chúng. Đây là cái trọng tâm lớn nhất mà chúng tôi quan tâm. Có thực việc đó hay không? Và có thực nó đang ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sức khỏe, tài sản của rất là nhiều người dân, đặc biệt là những người nghèo hay không? Thứ hai là việc chị Hằng chỉ ra một số việc làm chưa phù hợp trong việc đi làm từ thiện của một bộ phận giới nghệ sĩ và hiện nay cũng đã có kết quả ban đầu. Và thứ ba là chúng tôi đánh giá trên nhân thân của gia đình chị Hằng Anh Dũng thì gia đình này quả thực có những bằng chứng cho thấy họ là một gia đình có truyền thống làm từ thiện rất là lâu năm ở Việt Nam và có tính hệ thống cũng như là có tính chuyên nghiệp. Thì đấy là những thứ mà chúng tôi cho rằng nó đáng trọng tâm hơn. Nếu các bạn có cái xem cái clip mà chúng tôi tranh luận với hai cái bài báo về chị Nguyễn Phương Hằng của VOV thì tôi đã từng trao đổi. Tôi vẫn trao đổi rằng phong tục nói xấu, miệt thị, chửi thề là không đúng. Nhưng chúng tôi khác bạn là chúng tôi quan tâm đến đó là hình thức hay là bản chất của vấn đề. Nếu bản chất của vấn đề là tố cáo cái ác, đưa ra công luận những cái thứ xấu xa của kẻ lừa đảo, nếu đó là sự thật thì nó được bọc trong một cái hình thái nó xù xì như trái sầu riêng, đúng không ạ? Thì chúng ta đều biết rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đôi khi có những sự việc nó xanh vỏ nhưng mà nó đỏ lòng. Sẽ rất là đơn giản cho chúng ta nếu mà bên ngoài cũng đẹp mà bên trong cũng đẹp. Nhưng mà đôi khi sự thật nó lại bị gói trong một cái vẻ xù xì rất là khó nuốt. Và phải bóc tách nó ra, phải đập viên đá ra thì mới thấy được viên ngọc. Đúng không ạ? Gạo mang vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi thì mới trắng tựa bông. Nên chính chỗ này là chỗ làm cho chúng tôi phải cẩn trọng để quan sát xem bên ngoài cái hình thái chửi bới đó thì bên trong nội hàm của nó là cái gì. Thì đấy chính là sự khác biệt trong quan điểm của chúng ta. Một hiện tượng xã hội như Nguyễn Phương Hằng như thế này, theo tôi thì không đơn giản để đánh giá, không đơn giản để có thể kết luận tốt xấu từ việc chỉ nhìn vào một hai sự kiện, chỉ nhìn vào hình thái, chỉ nhìn vào ngôn ngữ. Tôi không nói rằng bạn sai khi kết luận về chị Nguyễn Phương Hằng, nhưng tôi cho rằng nếu chỉ nhìn như thế thì còn phiến diện và chưa đầy đủ. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục quan tâm và thu thập những chứng cứ, bằng chứng, trao đổi thêm về hiện tượng Nguyễn Phương Hằng. Phải chăng một kẻ lừa đảo thì đều có hình ảnh bóng mượt, nói năng ngọt ngào, và có phải vì vậy thì bạn cho đó là một người tốt hay không? Nếu kết luận đơn giản như thế thì cuộc đời này quả thực là quá đơn giản và chúng ta đều rất là dễ sống, nhưng rất tiếc rằng cuộc đời nó không đơn giản như thế, phải không ạ? Nên khác với bạn, tôi không có bộ kết luận. Tôi nhận thức được sự phức tạp và tìm hiểu nó một cách đa chiều. Tôi chưa có kết luận chị Nguyễn Phương Hằng là Bồ Tát hay là ác quỷ. Tôi chỉ mới thấy được một người phụ nữ với tất cả các hỉ nộ ái ố trong một câu chuyện đặc sắc của xã hội Việt Nam. Khen có, chê có, yêu có, ghét có. Được không ạ? Nói đặc sắc là bởi vì nó có quá nhiều các tình huống, nó có quá nhiều thứ mà từ trước đến giờ chưa xuất hiện, và nó có quá nhiều thứ để, theo cá nhân tôi, mà cái này thì mâu thuẫn với bạn, là chúng ta có thể học được. Vậy bạn hỏi giới trẻ hay tôi thì nghĩ rằng chúng ta có thể học được gì, thì tôi xin được trả lời trên quan điểm cá nhân của tôi. Học được gì hay không là do ngộ tính và căn cơ của mỗi người. Cùng một bước chân đi, có người học được 1000 thứ, có người thì lại chẳng học được cái gì cả. Được không ạ? Tôn Ngộ Không quỳ trước ông thầy và xin học phép trường sinh. Ông thầy đánh vào đầu 3 cái. Tất cả lớp sợ xanh mặt, bảo sao dám quậy thầy thế. Ngộ Không lại vui vì đọc được rằng thầy hẹn canh 3 đến, thầy sẽ dạy cho. Như vậy, học được gì hay không là do ngộ tính và căn cơ của mỗi người. Nhưng mà đầu tiên ấy, chúng ta có thể thấy, tôi nghĩ rằng các bạn trẻ có thể thấy được một điều là cuộc đời không giống như sách giáo khoa. Sách giáo khoa đó, thiện, ác, chính tà, nó rạch ròi, nó rõ ràng. Tấm thì tốt, cám thì không có tốt. Nhưng mà trong đời sống thực thì trong chính có tà, trong thiện có ác. Để có thể phân biệt được và có được nhãn quan đúng đắn, đánh giá được sự việc là vô cùng khó khăn. Và đây chính là thứ mà tôi nghĩ rằng các bạn trẻ, nếu có bản lĩnh, có thể học được những thứ mà không nhà trường nào có thể dạy được cho các bạn. Đừng vội quy chụp, đừng vội yêu, vội ghét,
hãy nhận thức bằng lý trí, bằng tìm kiếm đánh giá thông tin, bằng lắng nghe đa chiều nhưng biết chọn lọc. Đừng chỉ nghe những gì mà mình thích và vội ghét những gì mà mình không ưa. Cái này khó vô cùng. Nếu ta đã ghét chị Hằng thì ta sẽ bịt tai lại với tất cả những lời khen của chị. Nếu ta yêu chị Hằng thì ta lập tức chỉ nghe những lời khen chị Hằng mà bỏ quên đi những cái người khác bình phẩm nói xấu về chị Hằng. Như vậy chúng ta thấy rằng bài học nữa là đừng chỉ nghe những gì mình thích, vội ghét những gì mình không ưa. Và nếu như tôi như thế thì tôi đã không trả lời cái bình luận này của bạn. Học được tính phức tạp, đa dạng, thay đổi liên tục của cuộc sống chứ không đơn giản, dễ đoán như các câu chuyện trong sách giáo khoa. Đúng không ạ? Chị Hằng trong 3 tháng này đã liên tục có những câu chuyện mới, sự kiện mới phát triển lên. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống vô cùng phức tạp, đa dạng. Và đấy chính là điều mà các bạn trẻ và kể cả những bạn già như tôi nên học. Bởi vì nhà trường không cho chúng tôi được những điều đó. Học được tâm lý của đám đông, lúc thì ghét chị Hằng, lúc thì yêu chị Hằng, lúc thì ghét, lúc thì yêu, thay đổi liên tục. Học được sức mạnh của mạng xã hội, sự nguy hiểm của nó, chiến lược truyền thông, chiến lược đấu tranh giữa các bên. Học được sự phức tạp trong quan hệ xã hội, trên mạng xã hội và trong cuộc đời. Học được sự cảnh giác nhưng vẫn còn đó những niềm vui, niềm tin vào cuộc sống. Bài học về các thuyết âm mưu và các kỹ năng tranh luận. Bài học về sự công bằng của xã hội. Và đặc biệt là trên YouTube này, với sự kiện này, thì nếu mà giỏi giang thì các bạn có thể gặp được vô số những nhân vật đặc biệt mà nếu bình thường làm sao có thể gặp. Nếu biết học, ai cũng có thể làm thầy của chúng ta được. Như vậy thì kết luận là gì? Ai có thể học? Để có thể học được ở đường đời đó thì tôi cho rằng cần phải có ngộ tính, phải có căn cơ, phải có nội lực và phải có bản lĩnh. Nếu không có nội lực, không có bản lĩnh thì ra đời sẽ bị đập chết queo. Thì tốt nhất nên ở trong một môi trường rất là trong lành như môi trường sư phạm, trong môi trường nhà trường. Còn để có thể thực sự là một người trưởng thành ra đường đời đó thì rất nhiều người sẽ phải học về sự khốc liệt, sự phức tạp và đa dạng của môi trường sống thực. Nên nếu các bạn nào hay con của chị cảm thấy rằng là mình chưa đủ nội lực thì hãy quản lý cháu thật chặt, hãy giữ cháu ở nhà và đừng cho cháu được tiếp cận những cái tính phức tạp của cuộc đời như thế. Và tôi hoàn toàn tôn trọng và quyết định và lựa chọn của mỗi vị phụ huynh. Dám chấp nhận những thứ mình không thích và trái ngược với những điều mình từng tin. Để có thể học được, mình phải dám chấp nhận nghe những điều mình không thích, những điều mình không tin, mà mình dám nghe. Những ai thấy rằng chị Hằng cực tốt phải dám nghe những cái bằng chứng của cái phía bên kia người ta nói và ngược lại. Dám đối đầu với nó thì mình mới học được. Còn nếu bản thân mình đã chỉ muốn nghe những điều mình thích nghe và tin vào và tuyệt đối không nghe những cái điều trái với ý kiến của mình thì lúc đó không thể học. Đừng, và tôi cũng nói thế này, để đi tìm được minh sư thì cao đồ cũng phải nỗ lực tìm kiếm, va vấp và thử thách. Chứ còn không có vị minh sư nào sẽ hiện ra trong cuộc đời này để dìu dắt các bạn trẻ hay là mỗi chúng ta cả. Nước quá trong thì cá có sống được không? Và hiện tượng Nguyễn Phương Hằng thì cá nhân tôi học được rất là nhiều bài học. Tôi thì chưa thể kết luận được Nguyễn Phương Hằng là gì. Nhưng với tôi thì Nguyễn Văn Phàng vẫn là một chị đẹp, rất là đàn bà, rất cảm xúc. Người đã tạo ra cho chúng ta một cái không gian để chúng ta quan sát và trải nghiệm. Và mai này có xảy ra chuyện gì với tôi vẫn là niềm vui quan sát. Tôi nói ý này hoàn toàn không phải tôi vui trên niềm đau của chị Hằng hay là những cái trao đổi hiện nay của xã hội. Mà tôi nhìn thấy rằng là ngay trong sự đấu tranh của tất cả các cái quan điểm về câu chuyện này thì nếu chúng ta bình tĩnh, nếu chúng ta văn minh thì mỗi chúng ta đều vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của cái sự việc này và biết đâu đó học được những điều gì đó mà tôi đã liệt kê ở phía trên. Và tôi cảm ơn bạn một lần nữa và hy vọng rằng là câu trả lời này đã trả lời một phần cái thắc mắc của bạn và một số những người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe clip này.